Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại phần tiếp theo của tựa game Evolver.io. Và nếu các bạn cảm thấy thích, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn giúp mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Ok, và mình nghe mọi người nói ấy, là nó đã ra tới level 38 rồi. Mặc dù là level 37 mình còn chưa chinh phục xong mà nó lại ra level 38 rồi. Thôi thì nhân tiện để chinh phục một lượt luôn, đúng không các bạn? Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ vào mở dương đấy nhá, để xem hôm nay có cái dương gì mới không. Đây, có mỗi cái này hay sao ấy. Trời ơi, cùi quá nhở. Vậy thì hiện tại là mình đã có 5 cái điểm này này và 6.562 vàng. Và cái dương này thì nó toàn ra cái đồ cùi thôi. Mình tưởng là nó ra cái dương của tướng, nhưng mà không phải các bạn ạ. Nó cũng ra mấy cái đồ như ở phía trên thôi, và đa phần là đồ cùi. Trời ơi, tưởng thế nào. Vậy thì giờ chỉ còn có nước là mình chờ khi nào mà nó đủ 25 cái điểm này mình mở ra cái dương vũ khí thì nó sẽ là ngon nhất thôi. Rồi, và không làm mất thời gian của mình nữa, chúng ta cùng chơi nào, let's go. Ok, bởi vì là chơi ở cái chế độ mới ấy, thì nó sẽ rất là khó để có thể chinh phục được level cao. Cho nên là mình chơi ở cái chế độ này ha. Chơi ở chế độ này đi. Ok, nhìn mình cũng có vẻ là không yếu đâu mọi người ơi. Đã tiến hóa thành anh cướp biển rồi. Bây giờ là vệ sĩ. Có phải cái này ui. Vãi trưởng, cái đấy gọi là hiệp sĩ ha. Hiệp sĩ mặc áo giáp sắt. Cái gì nó cứ đuổi mình cái này. Nhìn đáng sợ các bạn. Cái thằng ở đây nó hơi to các bạn ạ. Đâm ra là mình cũng hơi rén. Ok. Giờ này mình cũng đang thích chơi Evolver nhá mọi người. Cho nên là mình làm hơi nhiều video về Evolver chút xíu. Với cả là thực sự là mình vẫn chưa chinh phục được cái mốc cuối đấy. Nên là mình vẫn rất là cay. Đấy. Khi nào phải chinh phục được mốc cuối thì mình sẽ bớt chơi lại nhá mọi người. Nhờn với chúng tôi. Hiện tại là mình đang hạng 19 này. Đây này. Bao giờ... Công nhận là mấy đứa có vũ khí cái đánh nó mạnh hơn hẳn các bạn ạ. Áo thật. Ok. Virus này. Hiện tại thì mình mới đặt tên vào 14 thôi. Ui, có thanh niên tên là Hà Nội Pro kìa. Thanh niên Việt Nam à? Ui vãi. Mày nè. Ây à. Thôi em đùa anh Hà Nội Pro ơi. Không biết anh Hà Nội Pro có quay livestream của Vũ Lít à? Có quay clip của... Ui. Nó dí ác vậy ta. Back to the game. Ê, mà không biết là chơi như thế này thì có chinh phục được cái mốc độ cuối không đây. Nhìn là chưa gì thấy khúc đầu là hơi bị toang rồi nha. Cái trình độ kiểu không cày ấy thì càng ngày nó sẽ càng đi xuống thôi. May quá được cộng một cái điểm này. Bao giờ mà mình cày được cái vũ khí cho người ta đấy thì tham ăn quá. Bình tĩnh lại thôi. Ok, mình sẽ bình tĩnh lại nha mọi người. Mình sẽ chơi game một cách hết sức bình tĩnh lại thì mới có thể chiến thắng được, không nên gọi là tham. Quên mất ở cái bản này thì nó không có mấy cái bắn sấm sét đấy mọi người. Ê, trời ơi, mình còn một giây rồi đấy, mình cứ cắm cái đầu xuống. Ê, oh my god, khiếp quá các bạn ơi. Đánh giá là hơi khó nhá, hiện tại là mình vẫn đang hạng 24 này. Cho đi chặt mấy bé thôi. Không sao, cái game này thì... các bạn chỉ cần gọi là level mấy cái phút cuối thôi. Các bạn chỉ cần chiến đấu thực sự ở những cái phút cuối thôi các bạn. Còn mấy phút đầu mình nghĩ là nó không quan trọng đâu. Từ 3 phút ấy là các bạn có thể lên cái level cuối à. Chỉ cần các bạn chơi hay thôi. Đúng không mọi người, thấy mình nói đúng không? Ở phần đầu mình nghĩ là không quan trọng đâu. Nhưng mà phần đầu mà để mình ngủm như này thì chứng tỏ là chơi gà thôi. Chứ thực ra thì cái game này là cái game mà nó ở phút cuối các bạn ạ. Bởi vì là khi các bạn mà ăn những cái con nó càng to đấy thì các bạn sẽ kiếm được càng nhiều điểm. Bọn này nó múa ác vậy. Tầm này chúng nó biết múa hết rồi các bạn. Đấy, nó bị múa rồi này. Nó múa qua lại ghê quá. Múa này, ôi nó múa mà nó bị cái thằng kia to quá. Nó vụt cho một phát. Không múa được luôn anh em. Ôi có ông Long 6D nữa kìa. Game này nhiều Việt Nam à. Bắt đầu thấy top là toàn những người Việt Nam rồi đó. Xịn thực sự luôn. Top server giờ toàn người Việt Nam đó các bạn. Đúng là người Việt Nam toàn là vua trò chơi các bạn. Game nào mà có người Việt Nam cũng toàn là đứng top không á. Không phải dạng vừa đâu. Đấy, tầm này mình ăn với con bằng cấp của mình thì đảm bảo các bạn là mình sẽ lên. Ui ôi, đen thế. Nó vừa mới hết cái khiên à, nó vừa. Mày, ơi sao chặt trượt không cái này. Ok, Ngưu Ma Vương. Cố lên. Ê, chạy. Thanh niên mày bướng à. Ôi trượt. Ăn được cái đống này đã. Ok, mình cũng level 24 á. Mày bướng à,
hạng 8 rồi các bạn. Ủa, tính ra là người ta chơi cũng ghê đấy các bạn. Không sao. Zin 20 inch à? Zin 20 inch à? Đấy, bắt đầu từ những cái giây phút này thì nó mới thực sự là đẳng cấp này các bạn. Đẳng cấp hay không là bắt đầu từ những cái giây phút này này này. Các bạn vẫn có cơ hội đạt được top 1 nhá. Thế nên Long 6D kia cũng ác vậy. Eo, cái phòng này có vẻ như toàn professional đấy các bạn ơi. Mình nhìn thanh niên Long 6D chưa gì là thấy thấy là ghê rồi đấy. Đó, mình sẽ đi ke ke những cái thanh niên như này mình đánh các bạn ạ. Hello. Đây này, bắt thanh niên. Ui, đồng quy vô tận. Mình cũng hay gặp cái cảnh này lắm. Thanh niên này có vũ khí xịn đấy, nhưng mà mỗi tội là level hơi thấp cho nên là chưa thể nào mà đánh được với mình được. Hello. Mây nhơn đi à. Đuổi cái gì? Ủa, còn 4 phút rồi các bạn. Hiện tại là mình vẫn đang hạng 7 nha. Và level 28. Cái ông Long 6D kia lên cấp cũng khá là cao rồi đó. Ok ok. 29 rồi các bạn. Úp. Ê. Sao cảm giác cái kiếm của mình ngắn hơn kiếm của nó vậy ta? Ok, back to the game baby. Rồi, mãi mới cày được lên nhiêu đấy mà. À, tầm này mới gọi là thời điểm vàng nè. Ok ok. Martin à? Martin Gaming. Ma Gaming. Rồi, quay trở lại với level cũ rồi các bạn. Không sao, không sao. Ui, thằng này nó vừa diệt thần luôn. Ú, được cộng thêm một điểm nữa này. Mình được cộng thêm càng nhiều điểm thì càng ngon nha mọi người. Đấy, với con này thì ít kinh nghiệm lắm, cho nên là mình không quan tâm lắm. Khang lớp 43 kìa. Ê ê. Ê dê, ngon ngon ngon. Ngon ngon, thần chết. Ok ok. Hạng 6 rồi, quay trở về với hạng 6 thân yêu rồi. Dưới đây có thằng tên là Josina này. À đâu, Jonah. Ui ui ui. Ê à, nó đỏ quá vậy. Nó đập ra cái khiên luôn các bạn. Nhưng mà liệu mày có may mắn được thêm một lần nữa hay không? Hãy cùng chờ đợi xem sao. Ok. Chạy. Sao nó chạy nhanh vậy ta? Level nó thua level của mình ấy, mà nó chạy hơi nhanh. Martin Gaming à? Con chuột này hơi rít ấy. Con chuột hơi rít các bạn ơi. Ok. Ok. Được có 1000 kinh nghiệm mà hơi ít. Captain này. Captain hello. Quay lại. Quay lại anh em mình giao lưu. Ok. Cần đâu. Ê chu. Mình lên cấp cũng khá rồi nè. Captain. Ủa, 9000 kinh nghiệm à? Từ từ nhá. Ui, thằng kia nó lên cấp 25 26 gì kìa. Chạy à? Ê. What? Mình dài hơn nó là cái chắc luôn mà quả đấy mà không trúng nó ạ. Éo thật đấy. Mình tưởng quả đấy là mình phải trúng nó rồi đấy chứ. 31 các bạn ạ. Còn đâu đó thì tận 7 cấp nữa thì hơi khó nha. Boop. Ok, đi farm đi, đi farm. Thế nên đứng im này. Đứng im này, đứng im này. Ui, muội nè. Thôi tha Huân. Tha Huân muội ơi. Tha Huân muội ơi. Ui, 32 rồi, cố lên. Một chút nữa thôi. Ê, tầm này mình không để ngủ nữa nhá. Tầm này mình phải không để ngủ nữa thì mới top 1 được các bạn ạ. Quyết tâm không để ngủ nữa thì mới top 1 được. Va đi ạ. Va đi này, 12000 kinh nghiệm. Ê, cũng nhiều quá nhá. Là còn 1 phút 30 giây để Vũ Lít vượt lên chính mình. Mày nhơn nè, 33 rồi. Let's go. Ui, đáng sợ quá các bạn. Bắt đầu mồ hôi chảy ra này. Có một đứa level 35 rồi kìa. Tuần này mình ăn được mấy đứa mà level 3 mấy thì mình khỏe lắm luôn á. Ok ok. Vẫn trong tầm kiểm soát các bạn. 33 rồi. Con bò à, ui 34 rồi, cố lên. 57 giây mình nghĩ là kịp đấy các bạn. À, thanh niên đặt tên rất là bậy bạ. Cảnh sát chính tả. Tới đây, ui 17000. Cố lên. Mình làm được mà. Ôi hồ trượt. Cố lên. Cố lên. Ok. Ui, tầm mình ăn được mấy đứa ba. Ăn được thằng này cái là xin luôn đấy các bạn. Ăn được. Ui. Mày nè. Ê bạn ơi. Đen thế. Trời ơi. Cục ngã trên cổng thiên đường. 6 giây rồi. Tính ra mình hồi nãy mình ăn được nó là mình thắng rồi chứ nhờ. Tiếc ghê vậy đó các bạn. Một phần thì cũng là do đen. Đen quá. Nhưng mà có thằng muội nè nó mới lên level 37 chứ nó chưa lên được level 38.
Không biết là thực sự là level 38 có thật hay không nha, nhưng mà muội nè đã lên level 37 rồi nè. Rồi, và cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi clip này của mình. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhé. Còn bây giờ thì goodbye.